chào quý vị độc giả. Thì hôm nay là ngày đầu tiên Dean Carey bước chân về Việt Nam. Khánh cũng rất là hân hạnh được chào đón Dean Carey về đây. Và đây là một cái cơ hội rất là đặc biệt mà Khánh là người chủ động để mở lời, mong muốn Dean sẽ mở rộng cái cơ hội hợp tác để mong muốn mang một chương trình diễn xuất quốc tế chuyên sâu dành cho tất cả các bạn trẻ đam mê diễn xuất ở tại Việt Nam có cơ hội để được bước ra bên ngoài thế giới, ngoài những cái kỹ năng, những cái kiến thức một cách tại quê hương đất nước của mình, thì Khánh cũng mong muốn đây là cái cơ hội để các bạn có thể bước ra bên ngoài để mở mang hơn về cái tầm nhìn và hiểu biết sâu rộng hơn về cái điện ảnh của thế giới, để có thể từ đó làm đẹp hơn và phong phú hơn cho cái nền điện ảnh và đa dạng hơn cho nền điện ảnh của Việt Nam. Bản thân Khánh thì vẫn thấy rằng là mình chưa bao giờ là hoàn hảo hết, và mình biết sau mỗi một vai diễn của mình thì khi mà mình xem lại mình luôn cảm thấy rằng là mình muốn được làm tốt hơn nữa. Mà ngay ở cái khoảnh khắc mà ngay trên phim trường, lúc đó mình không nhìn thấy được mình là ai và mình không nhìn thấy được rõ hoàn toàn cái nhân vật của mình. Và đó là cái điều mà Khánh nghĩ là mình còn rất là nhiều cái thiếu sót trong cái kỹ năng diễn xuất cũng như là các cái kinh nghiệm. Và ngay cả mình đã trải qua khoảng 10 năm trong cái việc diễn xuất, nhưng mà đối với Khánh, cái việc mà đã được học và trau dồi cái kiến thức đặc biệt là trong diễn xuất, thì đó là cái niềm đam mê bất tận mà Khánh nghĩ rằng là Khánh luôn luôn mong muốn được học. Mang cái cơ hội này về Việt Nam thì đương nhiên Khánh cũng phải có những cái buổi làm việc cùng với bên ACA để mà sắp xếp và tổ chức để chuẩn bị cho những cái sự kiện sắp tới, như là cái buổi workshop và cái audition vào ngày thứ 6 và thứ bảy và chủ nhật này. Thì đương nhiên là cùng cái áp lực lớn nhất ở đây là bởi vì đây là cũng là thời điểm mà Khánh đang phải nộp rất là nhiều bài thi ở bên trường bên tại Singapore trong tuần lễ này luôn, và phải chạy luôn cả ba sự kiện. Là cái áp lực lớn nhất Khánh nghĩ là cái áp lực về bài vở và cái sự chuẩn bị cho những sự kiện. Khi mình đã hiểu rõ được những cái điều mình muốn làm thì mình thấy cái sự trở lại của mình nó đầy ý nghĩa hơn. Mình cảm thấy nó ý nghĩa hơn bao giờ hết. Vì ngoài là một vai trò là một diễn viên, thì bây giờ mình được có cơ hội được làm cái nhịp cầu cho các bạn trẻ Việt Nam có niềm đam mê diễn xuất, để mà mong muốn các bạn sẽ được tiếp cận một cái nền kiến thức mới đa dạng hơn, phong phú hơn. Thì rõ ràng Khánh thấy với cái vai trò mới này làm cho Khánh cảm thấy hào hứng hơn nữa, và cảm thấy cái gọi là cái sự tồn tại của mình nó có ý nghĩa hơn, hơn là cái việc rằng là mình cảm thấy mình sợ hãi hoặc là lâu quá mình quay lại mình không biết là mọi người có còn quan tâm đến mình hay không. Thì Khánh không có đặt nặng cái áp lực đó cho mình, mà Khánh nghĩ rằng là mình làm được cái điều gì cho cái điện ảnh, cái nền điện ảnh, mà cái điều mà mình luôn trăn trở và mình luôn đam mê, cái điều đó cho Khánh cảm thấy Khánh trăn trở nhiều hơn là cái việc rằng là mọi người có còn nhớ đến mình hay không.